Hello cả nhà, ngày hôm nay thì gia đình của Mission chuẩn bị ăn mừng ngày 20 tháng 10 nha quý vị. Đó, tụ tập ngày thứ chủ nhật. Tại vì hôm bữa 20 tháng 10 live cũng bận hết đó cả nhà. Mission phải chạy show đi tới mấy tiệc luôn. Không có thời gian. Hôm nay là chủ nhật để mà tụ họp tất cả gia đình, họp mặt con cháu để mình ăn mừng ngày 20 tháng 10 con cháu nhà của Tám Đoan nha quý vị. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người là gia đình sẽ ăn gồm có những món gì nha. Đâu để đâu? Hôm nay mà là mình sẽ làm cái món bào ngư sốt dầu hào nha quý vị. Thì hôm nay là mình ăn bào ngư này là bào ngư đông lạnh hen. Mình phải chà rửa, lấy bằng chải chà rửa sạch chống y hệt như vậy. Đầu tư bằng chải 15 ngàn các bạn. Đầu tư bằng chải mới 15 ngàn á nha quý vị. Rồi sau khi mà mình chà rửa sạch sẽ xong xuôi hết rồi, cái ruột của nó là ở trong là mình phải lấy ra, nó cắn giống y hệt như vậy nha quý vị. Tại vì ở trong nó có cái đen đen, nếu như mà mình không lấy ra thì ăn nó sẽ bị đắng, bị hôi với lại bị tanh nữa đó. Sau khi mà một hồi mình lấy nguyên một đống này ra chắc cũng khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ nha quý vị. Ở đây là gồm có bao nhiêu ký? 5 ký mà lấy ra được thịt, được một ký mấy thịt á? 6 ký chứ. Rồi cái bào ngư sốt dầu hào thì mình sẽ ăn chung với lại nấm rơm nha quý vị. Nấm rơm với lại nấm đông cô. Đây là nấm đông cô tươi, mình ăn nó sẽ ngon hơn là nấm đông cô khô nha. Phải rửa. Giờ bắt đầu mình trụng bào ngư nha quý vị. Cái việc đầu tiên khi mà mình làm bào ngư đông lạnh là cái này là không thể bỏ qua. Mình phải bỏ một miếng muối với lại gừng để mình nấu sôi lên, rồi bắt đầu mình bỏ bào ngư vào mình trụng để cho nó không có bị tanh. Trụng nha quý vị, chờ nó sôi lên bắt đầu mình trụng. Trụng trong vòng khoảng chừng 2 phút 3 phút thôi. Nó sẽ không còn cái tanh của cái đồ biển và đồ đông lạnh á. Rồi mình lấy cái nước đó cái mình sẵn cái mình trụng luôn nấm nha quý vị. Trụng nấm cho nó héo đi. Cái nấm đông cô mà còn sống á, mình nó
vẫn có cái mùi nó hôi hôi, cho nên mình phải trụng qua nước nóng, nước sôi vậy nè, cho nó không có còn hôi nữa thì mình ăn được nha quý vị. Nấm đông con tươi á. Mua nước đá. Làm gì trong đây, làm gì đây? Làm nước mắm với cam luôn. Quá. Rồi cái công đoạn cuối cùng là mình chế bột bắp vô cho nó sánh sệt cái nước lại nha quý vị. Lần thứ hai làm ngon hơn. Còn lấy liền cái kia, lấy liền rồi, cái kia luôn. Rồi hôm nay mình sẽ ăn món cá lóc nướng nha quý vị. Cá lóc nướng phiên bản của Bến Tre. Bến Tre cho nên là nướng là phải lột cái vi của nó ở ngoài, chứ không có phải là nướng chui mà để nguyên cái giải của nó nha. Định nó cái vỏ chứ quên. Hai con cá này mấy ký đây? Hai con cá lóc này là 3 ký nha quý vị. Dòm ở trong nè, trời ơi, ở trong bụng của nó nè. Ai mà thích ăn cái ruột là dòm trong cái bụng của nó là thấy thèm chảy nước miếng rồi nha quý vị. Cá lóc nướng mình chế mỡ hành lên. Rồi xong rồi bắt đầu cái mình rắc đậu phộng lên giống như hình vậy nha quý vị. Của bánh tráng ăn. Bá cháy 10 chét. Rồi. Đây. Ủa nãy mày mua hành tím đâu? Bỏ rồi. Ừ, mua đúng bỏ vô hộp á hả? Chứ ai cũng biết anh làm cái gì đó, kêu anh bỏ nó lẩu, anh mua nó lẩu. Đó, xong rồi nha quý vị ơi. Bây giờ tới cái màn là
Cái màng là cái màng 1 mà cảnh 2. À, cái màng xong rồi là cái màng ăn. Ừ. Anh lấy cái bưng cái nồi ra cho bạn. Bổ rồi biết cho ham lại được đi. Bổ chịu gì nổi ta. Đúng không quý vị? Mình ăn cái món này nè. Ăn cái món bầu ngư này nè. Bổ chịu gì nổi chẹt. Đây, mực. Sắp nhiều lên hết rồi mình ăn luôn. Rồi xong xuôi hết rồi cả nhà ơi, hộp mặt đi, hộp mặt. Tẩu hộp. Đây, cá lóc thì mình sẽ ăn với lại bánh, với lại bánh tráng. Rau sống cuốn nha quý vị. Đó, bầu ngư xong. Đây. Chúc mừng 20 tháng 10 gia đình của Hai Mon. Hai Mon, tổ hợp đi Bi ơi. Bi, Tina, Thiên Thanh. Đi bỏ đá rồi đi. Đó. Đây, Hai Mon đây nha quý vị. À, nho này là từ bên Hàn Quốc về đây quý vị, nhưng mà hả? Trời đất ơi. Nó rụng hết trơn, bơm Hàn Quốc luôn. Nhưng mà ăn cái này là nó ngon. Nó ngọt cực kỳ nha quý vị. Ăn 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 ăn, ăn gì nữa? Hả? Tao rửa bắt Dũng. Hả? Có đá không? Gà đi, mở cửa cho Dũng bỏ gà nó luôn. Gà hả? Con tưởng bắt Dũng đi ruộng, điện quà cũng nghe máy. Tưởng bắt Dũng đi ruộng, điện quà cũng nghe máy. Gà không, gà đâu. Mở cho Dũng bỏ gà nữa. Rồi bây giờ là mời cả nhà nha, mình quậy cái wasabi lên trước. Ngồi đây. Ăn cái bầu ngư á, thì bầu ngư chín rồi, mình sẽ không có ăn wasabi đâu, mà tại vì mình thích ăn quý vị. Chấm cho nó đỡ có ngán. Đúng rồi, đúng không? Đây quý vị. Cái chừng đựng hết đó. Bầu ngư. Di cá. Bào ngư di cá, trời đất ơi. Bào ngư di cá. Mình chấm một tí xíu wasabi ha. Ngọt. Ngon. À, nấm ăn. Nấm đông cô tươi. Con thấy đông cô tươi nó cũng vẫn nghe mùi giống như đông cô khô. Mình thử. Mình để một miếng ớt lên trên bầu ngư ăn thử. Này thiệt nha. Nhà trai hải quạt luôn mà không lắm. Ê lộn không lắm. Không mát. Không mát. Không mát. Ăn một miếng nấm luôn. Lần này giòn ngon. Rất là giòn. Không chấm một miếng nước wasabi. Nước đổ vô. Đây đây con hát cho. Được rồi. Ngon. Cái này phải uống cái ngon nhưng mà ngon. Nước cá nội, nước cá nội. Nấm rơm. Nóng quá mới bỏ rồi đá luôn mà không chảy nước. Ngon quá. Đó, ghế nhà, ngon tuyệt vời. Nè, con. Mấy cũng uống luôn đi. Thì nó uống thầm rồi chúng nó đưa xa. Đây, ăn đi đây. Ăn đi, ngồi đây đi. Đây, hộp mặt đầy đủ gia đình nha. Tina nè, Út nè, Kubi. À, em rể. À, anh Dũng. À, con trai với con dâu. Còn đây là thợ nấu của tôi. Đây là Honey. Honey. À gì có cái bài gì Honey á. À, đó, Thiên Thanh. À, qua đây là Hoàng Thái Hậu. Nhà mình đây quý vị ơi. Đây. À, chúc mừng 20 tháng 10 nhập phụ nữ đây. Mình vô mình cũng liên cái coi. Ơi, cái gì kỳ, tao mới vô 100% đã giờ cái đổi qua liên ta nữa kỳ á. Ừ, quá đáng thiệt chứ. 1 2 3 vô. Vô phụ nữ ơi, phụ nữ vô phụ nữ nè.
Trước khi mình nhậu rượu đó quý vị, là mình sẽ uống một ly nước cam để cho nó bổ sung vitamin C. Con nhỏ 21 của Mason nó nói vậy đó quý vị. Cho nên là bây giờ phải uống, uống hết đây đây. Bị hết luôn hả Tam? Uống hết luôn, gặp hả ta. Lẹ lắp cho má đi, nó lấy rồi nè. 100% nước cam. Rồi, đủ mạnh rồi nha quý vị. Nước cam nó phải. Ê, bây giờ mình bữa nay mình nêm cái này, cái bộ nó hơi nó ngon hơn trên ngon. Ngà bữa Hà Lạt luôn. Lần thứ hai làm, lần trước là làm ở Tây Ninh đó quý vị. Nó có vẻ là nó không có đạt tiêu chuẩn. Lần thứ hai bắt đầu là nó đậm đà, là ngon nha quý vị. Cái này mà không có tự nhiên. Ừ. 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 Cái này đây mà. Lấy em lấy sau đi chơi. Rồi. Đủ thứ rồi bây. Gắp đi, ăn đi nè. Dạ. Đi ăn đi. Gắp đi, tự gắp ăn đi con, bụng hơn nè. Nó cho ly đá. Nó nóng là mình ăn được rồi. Biểu đây ăn chay. Dài. Rồi. Nước cam rồi. Nước dài quá, lấy nước nữa. Nóng. Ăn trả bê. Ăn giống súp gì cá bồ ngư. Giống như súp gì cá bồ ngư. Múc quen múc cái nước á. Lấy cái muỗng. Được. Ăn đi nha, ai ăn này là phải đẻ đó, đẻ là không được ạ. Mày đẻ nữa đi. Mày cũng đẻ luôn. Chiều nay mày thèn đẻ liền. Rồi đó. Rồi hôm nay là ghê. Mày thèn chưa? Tám thưởng cho mày thèn 500 triệu. Đẻ là cái tứ. Đưa cao là mới thấy nguyên gia đình đúng không? Đó, đây bây giờ đưa cao lên nè, thấy nguyên gia đình chưa? Đó, thấy chưa? Đây, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, nhà của gia đình của Hai Mon nha. Chúc cả nhà ngon miệng nè, chúc cả nhà thành công với lại cái món bào ngư nha quý vị. Còn món cá lóc nướng thì hầu như là ai cũng làm được, dễ làm mà đúng không quý vị. Bào ngư lần này là lần làm lần thứ hai rồi, đổi theo cái cách nấu đó quý vị. Lần này ngon hơn nha, ngon hơn lần trước, ăn rất là ngon, tuyệt vời. Và ra quy định là phụ nữ nhà của Hai Mon ngày hôm nay mà ăn bào ngư á là phải đẻ nha quý vị. Phải đẻ. Áp lực quá. Ai không đẻ là không có được ăn đâu nha quý vị. Ơi, ăn là phải đẻ. Đâu? Đây. Bi nói gì Bi? Mẹ đừng ăn cho mẹ, nó sợ ra liền lắm. Thấy ớn không? Nó nói là kêu mẹ nó đừng ăn bào ngư, ăn là phải đẻ là nó sợ nó ra rìa đó quý vị. Ghê không? Đó. Cả nhà cuối tuần. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.